Bên kia có con xe máy đây đây. Quay chủ đi. Đừng có quay người làm. Tôi đừng quay chủ. Đang có phân chuồng nhá. Cà phê đảm bảo đưa lên đi. Đưa lên đài tiếng nói Việt Nam được. Con này chưa ghép nữa các bạn. Đang chuẩn bị lên xe nè các bạn. Thì được ai thì mình cứ giao được một người đi rồi. Còn người kia thì ta để mấy hôm nữa, tại vì xe đi được có 6-7 nghìn mà chia em còn chia mấy vựa nữa. Bây giờ mà nay mà chặt các bác thì thành ra mấy vựa kia lại kêu. Thế thôi thì chia cứ mỗi người một, 3 ngày sau em. Đang bốc cà phê lên nè các bạn. Đang bốc lên xe chuẩn bị cho cà phê về Gia Lai.